hướng dẫn làm thủ tục visa Tây Ban Nha cùng lữ hành Việt Nam. Tây Ban Nha, đất nước của những vũ điệu flamenco, lễ hội sôi động và kiến trúc cổ kính là điểm đến mơ ước của nhiều du khách. Với những thành phố sống động như Barcelona, Madrid, Seville và bờ biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp, Tây Ban Nha mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng và phong cảnh thơ mộng. Hôm nay, hãy cùng lữ hành Việt Nam khám phá chi tiết các bước hoàn tất thủ tục xin visa Tây Ban Nha nhanh chóng và hiệu quả. Giống nhiều quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha cũng sử dụng visa Schengen. Visa Tây Ban Nha chia thành 3 loại bao gồm visa quá cảnh, visa lưu trú ngắn hạn và visa lưu trú dài hạn. Thời gian làm visa tại lữ hành Việt Nam là 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Mọi thông tin chi tiết về đăng ký dịch vụ trọn gói, quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại hotline được hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa Tây Ban Nha bao gồm hồ sơ nhân thân, bản gốc hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 3 tháng tính từ ngày cuối cùng dự định rời khỏi Tây Ban Nha, hai ảnh thẻ theo tiêu chuẩn, kích thước 3x5x4x5cm, nền trắng, không đeo kính, không để tóc che chắn, thời gian chụp không quá 6 tháng. Bản gốc giấy khai sinh, căn cước công dân và sổ hộ khẩu. Bản gốc chứng minh tình trạng hôn nhân, nếu có. Bản gốc giấy khai sinh của con, nếu đi cùng con. Tờ khai sinh visa Tây Ban Nha theo mẫu. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của đại sứ quán. Trường hợp thăm người thân cần chuẩn bị thêm hồ sơ chứng minh mối quan hệ của bạn với người mời đang sống tại Tây Ban Nha. Thư mời theo mẫu cấp bởi cảnh sát địa phương nơi người mời sinh sống. Hồ sơ công việc, nếu là nhân viên, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm chức vụ, nếu có, bản lương 3 tháng gần nhất, đơn xin nghỉ phép đã được duyệt. Nếu là chủ doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, xác nhận nộp thuế 1 năm gần nhất. Nếu là học sinh, sinh viên, đơn xin nghỉ phép đã được duyệt. Nếu là người đã nghỉ hưu, sổ hưu trí, quyết định nghỉ hưu, sổ lương hưu. Hồ sơ chứng minh thu nhập. Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất. Nếu số ngày lưu trú tối đa 9 ngày, cần chứng minh bạn có số tiền tối thiểu là 569.97 euro. Nếu thời gian lưu trú trên 9 ngày, từ ngày thứ 10 trở đi, mỗi ngày cộng thêm 63.33 euro. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu tài sản, sổ đỏ, giấy tờ sở hữu căn hộ, giấy tờ xe ô tô. Lịch trình chuyến đi, vé máy bay khứ hồi. Xác nhận đặt phòng tại Tây Ban Nha và các quốc gia Schengen khác, nếu có. Lịch trình chuyến đi bằng tiếng Anh, càng chi tiết càng tốt. Bảo hiểm du lịch bắt buộc. Quy trình thực hiện dịch vụ xin visa Tây Ban Nha tại lữ hành Việt Nam. Bước 1, khách hàng liên hệ đặt dịch vụ làm visa Tây Ban Nha với lữ hành Việt Nam. Bước 2, nhân viên tiếp nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng. Sau đó, nhân viên sẽ hướng dẫn chi tiết khách hàng cách chuẩn bị và chỉnh sửa hồ sơ xin visa. Bước 3, khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và giao cho nhân viên của lữ hành Việt Nam. Nhân viên kiểm tra và hướng dẫn khách hàng bổ sung giấy tờ còn sai, còn thiếu nếu cần. Sau đó, phía lữ hành Việt Nam sẽ lo mọi thủ tục còn lại, khách hàng chỉ cần đợi nhận visa đến tay mà thôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video hướng dẫn làm thủ tục visa Tây Ban Nha cùng lữ hành Việt Nam. Hy vọng thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ dễ dàng hơn.